khi anh trai tôi mắng quay phim phải xin phép. Nếu mà không xin phép thì sao? Vi phạm quyền công dân. Hả? Đang cái kênh có ý nghĩa không ạ? Đang cái kênh có ý nghĩa thì tốt thôi, nhưng mà gì nó cũng phải có ý chứ là đàng hoàng. Thế ý em muốn đòi tiền cắt xê đi. Sao nữa? Anh đòi bao nhiêu? Ừ, chia ba. Chia ba là chia thế nào? Ừ, chia từ 10.000 thì trả lại 3.000. Nhiều người người ta còn trả tiền để được lên video đấy. Thật ra anh chả cần, đến đây còn phải mua chuộc mãi mới được. Tham tiền. Ý giống bố ngày xưa đòi tiền chia tiền TikTok cái gì? Ở đây bố chả bảo thêm gì nữa. Mày nuôi tao 3 tháng thôi, tao nuôi mày 30 năm đấy. Trước khi về phải thanh toán với mày tiền cơm. Mẹ con bảo á? Ừ, mẹ bảo phải thanh toán đầy đủ. Thế thì tao bảo đấy. Tao nuôi mày 30 năm mày mới lấy vợ. Thế mỗi một năm tao chỉ lấy một tháng cơm mày nuôi thôi. Nghe chưa? Mỗi một năm, 10 năm tao chỉ lấy một tháng cơm mày nuôi thôi. Bố nuôi con 30 năm? 30 năm. Thế là mỗi một năm là bố chỉ lấy một tháng cơm thôi. Một năm tháng cơm thôi. Thế coi như là tao thanh toán hết rồi. Nhá. Coi thanh toán hết rồi. Bảo mẹ mày thế. Thế mẹ mày bảo đi về phải thanh toán. Mới nói hết đi. Mẹ thu nào trong túi mà. Mẹ cứ nói khó tao đấy. Thế nè, bố ngồi đây cho xem nào. Đấy là tao nó vui với mày như thế thôi. Thanh toán, bố nói này xem nào, con chưa hiểu. Cứ một năm là à, 10 năm là tao lấy thanh toán với mày một tháng cơm thôi. Tao nuôi mày 30 năm rồi. 10 năm tao lấy một tháng cơm thôi. Bố nuôi con 30 năm hả? Ừ. 20 năm rồi chứ. 30 năm nhưng mà mày mới đi lấy vợ mà. Ừ. Ba mấy người lấy vợ? 26. Thế thì cứ gọi cho 30 năm vậy thôi. Rồi mỗi 10 năm là lấy một tháng tiền cơm. Ừ. Thế bố ở nhà con bao nhiêu lâu? Tao gọi cho một 3 tháng rồi đi. Nhớ chưa? Thế là ý của bố là bây giờ trả tiền là bố không phải trả tiền. Ừ. Ý của bố là bố không phải trả tiền. Ừ. Sao con cứ thấy nó cứ vô lý làm sao ấy? Chả vô lý này sao? Thế coi như thế tao không nợ nhà mày cái xui nào nhá. Tao thanh toán tiền cơm là đủ rồi. Hả? 10 năm mày trả tao một tháng cơm thôi. Thế bố con là sao vắng nhá. Không ai nợ ai cái gì. Nhá. Bảo mẹ là thế. Bố có thanh toán xong phẳng rồi. Và thế mẹ khỏi ra, nói ra nói bảo. Nếu nhớ con không nhất trí cái phương án thanh toán 10 năm bằng 1 tháng tiền cơm thì sao? Không nhất trí, không phải nhất trí, tao có mang xu nào lên đây đâu. Đúng không? Không nhất trí cũng phải nhất trí. Phải nhất trí. Rồi, tao chả có xu nào mang lên trên này cả. Mới vừa phá phương án ấy là đẹp nhất. Tao về tao bảo thằng Việt là Tuấn nó thành thật, nó tao nuôi nó đến 30 tuổi nó đi lấy vợ. Tao thanh toán tiền cơm với nó là bố mà 10 năm tao lấy một tháng cơm nó nuôi tao thôi. Ngày mai tính thế nào? Mày con nuôi tao được 300 là 4 tháng cơm không? Này, đánh đố thằng Việt thế. Mười năm là tính là một tháng cơm. Thế thằng Việt thì cần nó không có đủ tài để nuôi bố đâu. Nghe chưa? Tao nói thế là có nghĩa mày vẫn còn cao tay hơn thằng Việt. Đúng không? Nuôi tao đủ
có 3 tháng nghiêm chỉnh. Còn mua thuốc cho bố nữa. Việc gì là đi có tiền ra để mua thuốc. Đúng không? Thế nếu mà bố về rồi thì cái chuyện con đẻ con nuôi là hết à? Ừ, cái chuyện này chấm hết. Nó hết như thế nào? Chấm hết là mày với là con đẻ của bố. Không có nuôi nó gì nữa. Vẫn là con mẹ đẻ ra. Tròn chỉnh, đầy đủ. Không phải nhà là bà ao. Không phải nhà bà ao nữa. Cũng không phải bụi chuối. Mà nói như thế để cho nó tài hòa ai biết. Không người nói con nuôi về con đẻ nữa. Nhưng mà cái đấy nó có đúng sự thật không? Bố không? Sự thật là chỉ nói cho nó qua câu chuyện thôi. Cái đấy nó có phải sự thật không hay bố chỉ nói cho nó qua câu chuyện thôi? Đấy là sự thật đấy. Thế sao từ trước giờ ông cứ khẳng định con nuôi nào cái gì? Để trêu mẹ mày. Trêu mẹ con có tác dụng gì đâu, mẹ con chỉ ghét thêm thôi mà. Mày đừng có tưởng mẹ mày về tròn chỉnh lắm. Nghiêm chỉnh, nghiêm và chỉnh lắm. Không phải đâu. Có thằng bố của mày chờ mó mày đấy. Hết chuyện rồi. Anh nuôi bố 3 tháng chưa? Bà bố còn nuôi anh mà bao nhiêu? 44 năm. Bố nói hài con thông cảm. Hai nuôi con đi. Đi dọc con tiền cơm bao giờ. Thế à? Đúng không? Bố cứ nói thật thế. Vâng. Thế gọi bố bí bố nói chơi vài câu thứ xem con trả lời ra làm thôi. Thì con nhất trí mà. Ừ. Từ trước giờ không ai nuôi con đi rồi con tiền cơm bao giờ. Đúng không? Vâng, chỉ có bố đòi thôi. Ừ, chỉ có bố làm như thế. Thế mà cũng như ý con nói là không có. Con vẫn nuôi mà. Đúng rồi. Đúng không? Vâng. Ừ, thế là bố con mình hợp nhau. À, thế là lại song phẳng. Ừ, lại song phẳng. Đúng không? Vâng. Lại sòng phẳng, thôi ok. Như đúng là cũng bố ngài. Vâng. Như từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ không ai đi đòi con tiền cơm. Đúng không? Vâng. Thế mà gọi bố hài. Như người ngoài ta biết thì lại cười chết. Không. Người ngoài không biết đâu bố. Thế này, con nói bố này, cái chuyện mà bố nói với con là hỏi tiền cơm ấy, là chỉ có bố con mình biết với nhau thôi. Đúng rồi. Thế bây giờ nói ra ngoài là cười chết. Cười chết. Thời cha sinh mẹ đẻ nên bây giờ không ai đòi con tiền cơm bao giờ. Đúng rồi. Nó đi lấy chồng chỉ được một tí tiền thôi. Đúng rồi. Đúng không? À. Không ai đòi nó tiền cơm mà. Nhưng mà từ thỏa cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ thì phần lớn con cái cái chăm cha mẹ, đây là phần lớn nhé. Phần lớn con cái chăm cha mẹ nó cũng đều tính toán cả. Cho nên là mình tính lại đến là chuyện bình thường. Thời này là phải song thẳng hết quá. Thì rõ ràng 1 là 1, 2. Đúng, rõ ràng 1 là 1, 2 là 2. Từ nuôi nuôi anh 15 anh trả tôi 1 tháng tiền cháo thôi. Quá trẻ, đúng không? À. Rẻ quá rẻ. Sao vừa nay bố bảo bố không tính nữa các bà? Đúng đấy, đúng là không nên tính như thế, người ta cười chết. Nhưng mà yên tâm, cái chuyện này là chỉ bố con mình biết với nhau thôi. Thế thôi. Thế nếu mà nói ra ngoài thì thật ra thì nhưng mà con nó cũng không hay. Thật sự thông cảm với bố là không, cái đấy vui mà. Thì bố nó đùa. Nó đùa. Đúng không? Bố bí quá, bố bí dí tốt. À, bí là dí tốt à? Bí tốt. Bí thí quá tốt đi. Thí quá tốt đi. Thế bọn bố coi con là con tốt à? Không. Thí quá tốt có nghĩa là cái tiền cơm ấy. Con là quá tốt thôi. À. Đúng không? Thế thực ra nếu mà bố mà tính thì phải mẹ, bố chăm mày, bố nuôi mày 30 năm là mày phải nuôi bố 30 năm. Ừ, đấy.
đấy là quẹt xe. À. Đã ok bố nhá. À. Thế anh đã trả bố 3 tháng chưa? Không phải là trả liền chủ tì 3 tháng mà tính ra ngày tháng thì nó không không phải tính. Không phải đo được bằng ngày bằng tháng được. Chuyện đặt quỷ đặt ra.